chẳng còn con ngọc này có lấy mà mời con ác hình cho mùi này cơ nữa con chẳng dân sắp xa cho mùi khí này em bị chùm nói tì bốn tông năng đầm lại lấy tám tông digit and digit values chẳng được không ủ tì hoa này cơ miên chùm nguồn chà bây bọn bàm bì rồi học sập buồn chà chẳng nì ủ tì hoa cứ dân miên chùm nguồn buồn lấy chẳng buồn lấy nâng con mơ mất nực tăng ơn nâng cứ miên tông nhá miên tông rí tông đọc tông rối hay nâng tông bọn chẳng dân do chùm nguồn lấy nâng mà đã tám tông nì mùi nì mùi nè con chà dân lấy buôn ở trong tông ấy con mơ mơ dân rồi bị làm được phê nữa tông cứ dân chùm nuôn đẹp ó cứ dân rồi bị làm được phê cứ dân rồi bị tông rí từ mòn dân buôn cứ nơi tông rí chà cứ dân bấm pin lấy buôn ở tin này này cứ bấm pin đuôi hái mà to anh tiệt lấy bà muối nước tông ấy con chà lấy bà muối rí hái mà to mà tiếc cứ tông đập dân tông đập dân giờ lấy bà muối bấm pin ở tin này dân chà mà to mà tiếc lấy bà máng con chà cứ lấy bà pin nước tông rồi riêng đọc rồi lấy bằng pin nước tông rồi dân do mà bằng pin nước tông rồi dân bằng pin giờ tao tam tông niệm mùi cho lấy bay trong rồi cái con nước tông ấy chà lọ na cứ nước tông bồn chẳng dân sẽ lấy bay nước tông bồn mau con đấy chà chẳng tông riêng mình lấy thay lấy mùi nước tông riêng lấy buồn nước tông riêng chẳng tự ăn cứ miên trong nón mùi pi bay buồn chà chẳng lấy buồn đọc bay lấy bằng mùi nước tông đọc chẳng nước tông đọc chẳng đọc tao miên trong nón bằng máng con chà mùi bì bay buồn pram pram mùi chẳng lấy pram mùi được tông đọc cứ trơ mên chùm nuôn học sập chà bằng tòa mà tiên lấy pram bì được tông rồi trơ mên chùm nuôn pram mán con chà chẳng mùi này cứ mùi rồi chẳng tầng o miên mán mùi rồi bì rồi bay rồi buồn rồi pram mùi rồi pram bì rồi chà cứ dân mang điên rủi hơn bì ca rộ mình thay mà đông mùi rồi chẳng dân rộ mình thay tầng o khí tư tầng o cứ mên chùm nuôn pram bì pram bì rồi bùa ấy pram bì cứ nơi tông tông rồi mình to mà tiết tông bòn chà dân điền rồi đó hen pi cà rộ mình thay mà đau mùi bòn nó con chẳng ruộng này cứ miên chùm nôn mùi bòn chẳng lệch bay nữa tông bòn chẳng mùi bòn đặng ở trời miên bòn mán con miên chùm nôn bòn mán mùi bòn thay mà bòn tiết cứ pi bòn thay mà bòn tiết cứ bay bay bòn chà chẳng lệch bay nữa tông bòn cứ miên chùm nôn bay bay bòn nữa tông này nè con chà chẳng chùm nôn tiền ở này cái hai tháng tông chẳng dân ở xe lệch ở trời tam tông nị mùi ní nị mùi chẳng nước nông nâng cứ dân ai an chả an thá cứ dân ban riêng rồi hay nó con dân an chùm nuôn lấy nâng cả an cứ miền này thá dân sẽ dây chị ạ sò chùm nuôn bay bòn pram pi rồi học sập bốn an thả bay bòn pram pi rồi học sập bốn chả cứ dân sẽ dây bạc nâng đấy ở ban cho ba mà đang tiếp bay bòn pram pi rồi học sập bốn nâng cái hai thai dân an chùm nuôn này ban trâm trâm trai chả chẳng mình toàn mà tiền này cứ nâng cho chùm nuôn nâng từ sợi dây chị tùm rống bùng rì chà thơ mách đầm bay ở bàn bay bòn rằm pi rồi học sập buồn nâng chẳng nè con mơ mà chậm lại khả nè với nè chậm nôn bay bòn rằm pi rồi học sập buồn sẽ xây chia tùm rộng bông rì chẳng mình này thá bay bòn chẳng mình này thá dân do lấy bay bòn chà dân mơ mà nâng ní cứ bay bòn chà cứ dân sẽ lấy bay bòn vô lấy bay được tông bòn mình này thá lấy bay bòn và toàn mà tiền dân thơ mách ở bàn mà đọc rằm pi rồi học sập buồn chẳng mình này thá dân bộ bình châu khi nè con cha nâng cái hạt thang cao sợi dây chia tầm rộng bông rì với dân bông rì lệ trăm pi ấy cha cứ trăm pi rồi chân dân sợi dây lệ trăm pi rồi pru trăm pi nước tung rồi dân sợi dây lệ trăm pi rồi mình toàn mà tiệt bột nâng bông mạnh đi con pru dân nâng lấy học sập bốn chân dân bột nâng lấy học sập cứ dân ngoài mạnh bột học sập bốn tay mà đó có những bột học sập sẵn dân bột tam làm nạc cao môi môi và toàn mà tiệt dân bột nâng lấy mạnh có trong cái kế cha cứ lấy buồn đó nè nên cái hai thang ca sơ sơ lấy chia tầm trung bằng riêng chân con vô lấy tiền ăn năng mọc bột mình cho thế dân năng smile chùm nuôn đi mọc bệnh nè con năng cái hai thang ca sơ sơ chùm nuôn tầm trung bằng riêng còn toàn mà tiền nó không tầm trung bằng riêng thì mua trà cứ miên tầm lại lấy được bảo vệ nè cho mà đo tầm lại lấy nè con tầm lại lấy tam tông này chùm nuôn bay bom trăm pi rồi học sập buôn nó đài chân đứt tháng thì mua lấy mang con lấy bay bay ấy bay bòn chân dân sơ sơ má lấy bay lấy bay nực tông ấy cứ nực tông quan miên đầm lại mang con lấy bay nực tông quan này lấy con mơ mà nghĩ mà mơ nực tông quan chân lấy bay nực tông quan miên đầm lại mang con mơ từng anh ấy mà con mùi quan pi quan bay quan cha cứ miên đầm lại bay quan chân miên đầm lại bay quan cứ con rồi sẽ lấy bay quan ở tí ní cha cho bọn tôi mà tiền lấy mang con tôi bị lấy bay hay cứ lấy trăm pi chân con rồi sẽ lấy trăm pi ở tí ní lấy trăm pi nực tông ấy con nước tông ấy lai tầng áp nem mà con bà con đã đăng tích con rồi ạ rí đọc rồi chân lấy trăm pi cứ nước tông tông rồi chân dân ở xe lấy
ចាសសេអសនោះគាត់សេអសរយមកនៅក្នុងរយតោះមកទៀតមានតម្លៃមានតម្លៃហ្នឹងគាត់នៅក្នុងរយលេខ7នៅក្នុងរយគឺមានតម្លៃ7រយចាឡនេះតោះមកទៀតបន្តពីលេខ7ហើយលេខហ្នឹងគាត់ចាគឺលេខ6លេខ6លេខ10ហើយលេខ6រីដប់ចាអញ្ចឹងលេខ6នៅក្នុងដប់គឺយើងអសេអសមកគាត់ដប់ដល់នឹងបបន្តនេះដប់ទីថាអត់ចេះអសេ10មានតម្លៃហ្នឹងគាត់លេខ6នៅក្នុងដប់គឺមានតម្លៃគាត់មើលទាំងអស់គ្នានេះក្នុងរាយគាត់ដប់ហ្មងគាត់ចាគឺហុកហុកសិបលេខ6នៅក្នុងដប់គឺមានតម្លៃ60បន្តមកលេខចុងក្រោយគេលេខហ្មងគាត់ចាគឺលេខ4អញ្ចឹងយើងសេលេខ4ហ្មងលេខ4នៅក្នុងអីរាយចាអញ្ចឹងយើងសេអសររាយនៅទីហ្នឹងណាគាត់ចារាយមានតម្លៃមែនរាយមានតម្លៃហ្មងគាត់ចាលេខ4នៅក្នុងរាយគឺមានតម្លៃ4អញ្ចឹង លេខប្រមាណក៏ដោយតែនៅក្នុងរីគឺមានតម្លៃស្មើនឹងខ្លួនឯងជាងនេះណាកូនចាអញ្ចឹងឥឡូវកូនកូនបានយល់ច្បាស់អ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនកូនបានយល់ច្បាស់អំពីខ្ទង់និងតម្លៃលេខដើមខ្ទង់ហើយតែឥឡូវអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ច្បាស់អំពីមេរៀននេះដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងឥឡូវយកក្រដាសឈ្នួនចេញមកណាកូនចាកូនយកក្រដាសឈ្នួនមកអ្នកគ្រូមានលំហាត់ឲ្យកូនធ្វើនៅលើក្រដាសឈ្នួនទាំងអស់គ្នាណាក
ក្តារឈ្មោះរបស់កូនណាកូនហើយហើយអ្នកគ្រូនឹងផ្ដល់ចម្លើយដល់កូនថាកូនបានចម្លើយត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាតោះឥឡូវមើលមកទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូលំហាត់ចូលប្រាប់តម្លៃលេខតាមខ្ទង់នៃចំនួនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានចំនួន 7,754 ចាលេខ7នៅខ្ទង់ពាន់មានតម្លៃមានតម្លៃប៉ុន្មានឥឡូវកូនសិស្សលើក្តារឈ្នួលរបស់កូនទាំងអស់គ្នាណាកូនចាថាមានតម្លៃប៉ុន្មានទៅលេខ7នៅខ្ទង់ពាន់រាយ10,000ពាន់អញ្ចឹងមានតម្លៃប៉ុន្មានកូន7នៅខ្ទង់ពាន់តោះចាប់ដើមសេចាឥឡូវអ្នកគ្រូដឹងថាកូនសិស្សរួចហើយចម្លើយឥឡូវលើក្តារឈ្នួលទាំងអស់គ្នាហើយផ្ទៀងផ្ទាត់លើក្តារឈ្នួលរបស់កូនថាចម្លើយរបស់កូនធ្វើបានត្រឹមត្រូវឬអត់ណាកូនតោះឥឡូវមើលមួយអ្នកគ្រូណា1 2 3ចាញ់ហើយអត់ទាំងអស់គ្នាមកកូនចាមើលមកកូនឃើញចំនួនប៉ុន្មានចាគឺ7,000ចាឥឡូវកូននេះធ្វើបានត្រឹមត្រូវតែដៃជើងខ្លួនឯងមួយណាកូនចាឥឡូវបន្តមកទៀតលេខ7នៅខ្ទង់100មានតម្លៃប៉ុន្មានលោកកូនលុបក្តារឈ្នួលហើយសេលើក្តារឈ្នួលរបស់កូនណាកូនសេចម្លើយថ្មីមួយទៀតមកកូនចាលឿនអ្នកណាធ្វើត្រូវបានរង្វាន់មកថែមបន្ទូឲ្យចាំប្រាប់អ្នកគ្រូដែលបរៀនកូននឹងឲ្យថែមបន្ទូឲ្យអ្នកណាធ្វើចម្លើយបានត្រឹមត្រូវតោះឥឡូវលើក្តារឈ្នួលចាមកឥឡូវផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយណាថាលេខ7នៅខ្ទង់100មានតម្លៃប៉ុន្មានមើលទាំងអស់គ្នាតោះអត់មកកូនទាយមកចាមានប៉ុន្មានកូនចាគឺ7,700អញ្ចឹងកូននេះត្រឹមត្រូវចាតែដៃអបអរខ្លួនឯងផងណាកូនចាបន្តមកទៀតលេខ5នៅខ្ទង់10មានតម្លៃប៉ុន្មានវិញចាឥឡូវកូនសរសេរលើក្តារឈ្នួលរបស់កូនទាំងអស់គ្នាមកណាកូនរាប់ទាំងអស់គ្នាថាលេខ5នៅខ្ទង់10មានតម្លៃប៉ុន្មានកូនសរសេរ0ប្រយ័ត្នលើថាខ្ទង់10ហ្នឹងត្រូវសរសេរចំនួនមាន0ប្រមាណកូនខ្ទង់10ចាតោះឥឡូវលើក្តារឈ្នួលហើយចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយមួយអ្នកគ្រូណាកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយចាថាលេខ5នៅខ្ទង់10មានតម្លៃប៉ុន្មានកូនមើលទាំងអស់គ្នាមកកូនចាក៏មានតម្លៃ50មកតែដៃអបអរខ្លួនឯងមួយសម្រាប់កូននេះធ្វើបានត្រឹមត្រូវចាហើយបើកូនថាធ្វើអត់ទាន់បានត្រឹមត្រូវអត់ធ្វើណាកូនអញ្ចឹងព្យាយាមមើលអ្នកគ្រូម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយយកចិត្តទុកដាក់មើលអ្នកគ្រូទៅកូនប្រកាសជាធ្វើបានត្រឹមត្រូវដោយមិត្តភ័ក្ដិយើងអញ្ចឹងណាកូនចាកុំឲ្យតូចចិត្តតូចថ្លើមអីថាធ្វើខុសអីអញ្ចឹងណាចាឥឡូវមកចុងក្រោយគេណាកូនលេខ4នៅខ្ទង់រាយមានតម្លៃប៉ុន្មានកូនចាលេខ4នៅខ្ទង់រាយមានតម្លៃប៉ុន្មានអ្នកគ្រូពន្យល់មិញថាលេខនៅខ្ទង់រាយមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចទៅតោះឥឡូវសេលើក្តារឈ្នួលទាំងអស់គ្នាតោះអូខេតោះលើក្តារឈ្នួលកុំឲ្យខាតពេលយើងអត់ចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូនេះចាញ់ហាអីចាលេខ4នេះក្នុងរាយគឺមានតម្លៃ4ចាអញ្ចឹងអបអរតែដៃអបអរខ្លួនឯងណាកូនធ្វើបានត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់លំហាត់ទី1ហើយយើងចូលលំហាត់ទី2វិញម្ដងណាកូនឥឡូវលុបក្តារឈ្នួលស្អាតយើងធ្វើលំហាត់ទី2ចូលសរសេរជាទម្រង់ពង្រាយចាអញ្ចឹងកូនដឹងហើយនេះគឺក1510អញ្ចឹងអ្នកគ្រូសរសេរនេះគឺមានថាផ្ដុំគ្នាខ្លាយជា1510អញ្ចឹងកូនសរសេរពង្រាយអញ្ចឹងពង្រាយគ្នាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលេខនឹងបានកើនមកបែបហ្នឹងតោះឥឡូវអ្នកគ្រូទុកពេលបន្តិចសរសេរលើក្តារឈ្នួលទាំងអស់គ្នា
Say bà xa nó con. Chà, xe lấy mùi ở trong lấy mùi, lấy pram ở trong lấy pram, lấy sâu ở trong lấy sâu nè con. Chà, tỏ lấy lực ra chân uốn. Hai trăm tiếng phút tốt chùm lại mùi nè cừu nè con. Chà, tỏ, mơ tầng ngọt nè. Chà nhà ơi. Chà, nè lùm hạt có. Mùi bóng pram rồi đọp. Chẳng xma đang mà bóng, bốc nâng pram rồi, bốc nâng đọp. Chà, con con này phơ bàn trăm trai nè con. Chà, mà tôi mới tiết lùm hạt khó. Pi bóng ha sọc bầy. Ta, sẽ xe lời cả chân uốn để ngọt nè mà con. Phơ mất cho bàn pi bóng ha sọc bầy nâng xe bùng rì. Mà đong mùi, chùm nuôn mùi xem xem khí nè con. Mình tốt mà mình dẫn bầu sổ chô khí mà khai chì chùm nuôn nâng bèn. Ta con. Ok, ta, ở lấy đó ấy. Lời cả chân uốn để ngọt nè. Hai trăm tiên nơi chùm lại chùm mùi nè cửu nè. Chanh hai. Chà, ta, bình đất mơ để ngọt nè. Pi bóng, chà, ha sọc bầy. Chân mình nét ha pi bóng, bột nâng sốn. Bốc nâng hai sắp, bốc nâng bầy chà. Chân con để thơ bàn trăm tới con ọc ọc nâng ná. Hai con khá lê. Bà có chí, dân ọc đã xe bốc nâng sâu nè. Cứ bốc hai sắp tay mà đó nè con. Chà cả lại nâng cứ trăm tới đôi khỉa. Sâu nâu tông rối rư gần nâu tông đọc. Rư gần nâu tông rìa dân mình bạch xe gọi bán nè con chùm nguồn sâu. Chân con sâu nè tí ní con ai xe gọi bán. Con mình bạch sợ xe của bà này cứ dân bốc nâng hà sập vô tay mà đong ná. Con vô là vậy nè, con dễ lấy nè, con băng con cái lấy nè mùi ná. Chân là dân vô bì bốn bốc hà sập bốc bầy. Chà, chân dân xe bạp nâng của bà đối. Đôi khi trâm trời đôi khi nè con. Chà, lấy mà lùng hạt cô trong khỏi kê. Bây bốn buồn rồi, bàm buồn. Đó, lấy chắp đau mà xe chùm lại lời cái này khiên nè con. Lời cái này chân là bà cô nó xe lời cái này khiên nè cử thông á. Ở đó xe bà ná. Chúng con sẽ lấy cái đá chân bỏ câu nè. Chà. Tỏ, lấy cái đá chân hôn nè. Hai con tiên tốt chùm lại cho mùi nè cơ đôi nè con. Chà, mấy con mất. Mơ mà tỉnh ngọt nè. Chà anh hai. Chà, con mất. Cứ bay bọn buồn rồi bạm buồn xa nâng bay bọn bầu nâng buồn rồi bầu nâng bạm. Bạm buồn. Chà, con khởi như hẹn em anh hả? Bạch lấy sâu mùi tỉnh nè cơ đôi. Cứ lấy nè cơ đôi bởi dồn chân. Con ai dọc bay bọn bầu nâng buồn rồi dân bầu nâng sâu tiết. Mình tỏ mắc bầu nâng bạm buồn của bạn này. Rất là con ai thả. Dân mặt bà giả xe đôi nè cổ này của bà này. Nó có cứ khánh phì đôi khí nè cổ thì hóa nè cứ miền phì lùng hát nè cứ phơ miền phì. Ai chùm nốn sâu nơi cổ tông rồi cổ bán, cổ tông đọc cổ bán, cổ tông đi cổ bán. Con ai giả xe bầu cổ bán, mình bầu cổ bán cứ trăm trái đôi. Đôi khí nè con. Chà một chân một tòa mà tiết. Nè cổ miền lùng hát mối tiết đồng bầy con. Bạn ăn ở vọt phơ ở căn tay chứ bà luôn. Chà ở căn tay trăm trái chùm mùi nè cổ bán ta tiết.